Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biết tất cả pháp vô tướng vô đắc cũng vô sở tác, thì làm sao viên mãn sáu pháp Ba La Mật Đa, làm sao viên mãn pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, làm sao viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, làm sao viên mãn thành đề khổ tập diệt đạo, làm sao viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo, làm sao viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, làm sao viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, làm sao viên mãn tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, làm sao viên mãn cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, làm sao viên mãn pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, làm sao viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, làm sao viên mãn 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, làm sao viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả, làm sao viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, làm sao viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, làm sao viên mãn tất cả hạnh đại Bồ Tát, làm sao viên mãn quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, làm sao viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đem tâm đi tướng vô lậu mà tu bố thí Ba La Mật Đa. Các hữu tình nào cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần các vật dụng thì cho các vật dụng. Nếu các hữu tình nào cần xin các phần trong thân thể, như đầu mắt tủy não da, phần thân thể gân cốt thân mạng thì bố thí cho họ, hoặc họ xin các thứ như quốc gia, thành trì, vợ con, quyến thuộc thân yêu hay các thứ sang trọng khác cũng để vui vẻ mà bố thí cho họ. Khi Bồ Tát hành bố thí như vậy, giả sử có người đến trước mặt của trách, cần gì Bồ Tát phải làm việc bố thí không lợi ích này, người nào hành bố thí như thế, đời này đời sau thân tâm sẽ mỏi mệt, chịu nhiều khổ não. Tuy nghe lời ấy, Đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng hề thối tâm, chỉ suy nghĩ: tuy người kia đến quả trách ta, nhưng tâm ta không hối hận, ta nên dõng mãnh hơn, bố thí vật cần dùng cho các hữu tình, thân tâm không mệt mỏi. Đại Bồ Tát này đem phước đức bố thí ấy bình đẳng cho các hữu tình và cùng hồi hướng về trí nhất thiết trí. Khi bố thí và hồi hướng như vậy, Bồ Tát không thấy các tướng, đó là không thấy ai thí, ai nhận thí, thí vật gì, vì sao mà thí, do đâu vì đâu, vì sao hành bố thí. Cũng lại không thấy ai hồi hướng về đâu, hồi hướng cho ai, do đâu, vì sao hồi hướng. Đối với tất cả các sự vật như thế đều không thấy. Vì sao? Vì các pháp như thế đều do nội không nên không, như vậy cho đến tướng không nên không. Khi quán tất cả các pháp không rồi, Đại Bồ Tát suy nghĩ, ai có thể hồi hướng chỗ nào, hồi hướng cái gì, do đâu, vì sao hồi hướng. Các pháp như vậy đều bất khả đắc. Đại Bồ Tát này do quán sát và suy nghĩ như vậy phát sanh hồi hướng, nên gọi là hồi hướng trọn vẹn. Nhờ đó thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật cũng có thể viên mãn việc làm bồ thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến cũng được đầy đủ 80 vẻ đẹp. Tuy Đại Bồ Tát này có thể bồ thí Ba La Mật Đa như vậy, nhưng không nhận lấy quả dị thục của việc bồ thí. Tuy chẳng nhận lấy quả dị thục của việc bồ thí, nhưng do bồ thí Ba La Mật Đa thanh tịnh hoàn toàn, nên tùy theo ý muốn mà hiện tất cả của cải, giống như ở các cõi trời tha hóa tự tại, tất cả vật cần dùng đều tùy theo tâm niệm hiện bày